Tập 2. Lưới trời lồng lộng, trên camera giám sát ở hiện trường sự cố đã bị người ta động tay động chân. Nhưng người mà cô cử đi từng xuất hiện ở một nơi khác. Bây giờ cảnh sát đã bắt đầu hành động, rất nhanh sẽ có thể bắt được cậu ta. Lúc đó cậu ta sẽ tự khắc khai ra ai là người đứng sau sai khiến. Nếu là cô thì cô, con trai cô và cả Ngụy Thị, tôi sẽ không tha cho ai hết. Đây là do tôi làm, không liên quan gì đến Hạo Đông. Nó không biết gì cả. Được được, tôi đi tự thú. Tôi sẽ gánh vác mọi sự trừng phạt. Chủ tịch Cố, xin ông nể tình chúng ta quen nhau nhiều đời mà tha cho Ngụy Thị một con đường sống. Tôi xin ông đó. Quen nhau nhiều đời ư? Cô có từng quan tâm tới chuyện đó không? May mà bây giờ Ngạn Thành không sao. Mộc Vũ lại nói đỡ hết lời, nên hôm nay tôi mới mời cô đến nói chuyện này. Nếu không, tôi sẽ cho Ngụy Thị các người không còn chỗ đứng nữa. Đều là lỗi của tôi. Đều là lỗi của tôi. Tôi có thể gánh chịu một trách nhiệm. Tôi có thể làm được. Chỉ xin ông đừng làm liên lụy đến con trai tôi và Ngụy Thị. Có được không? Tôi đồng ý với cô. Cô lập tức đi tự thú đi. Tôi cũng sẽ giữ lời hứa. Được. Xin lỗi. Chủ tịch Cố, con trai tôi đã cắt đứt quan hệ với tôi vì chuyện này rồi. Do tôi mà nó và Mộc Vũ không đến được với nhau. Nhưng tôi biết nó thật lòng thích Mộc Vũ. Thế nên tôi cầu xin ông, tương lai đừng vì tôi mà ngăn cản hai đứa nó qua lại được không? Cô cứ yên tâm, tôi cũng không muốn nhìn thấy cháu gái của tôi đau lòng nữa. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Chuyện này rất khó khăn với cậu nhỉ? May mà cuối cùng mẹ cậu đã chịu dừng tay. Vẫn còn giống một người mẹ. Con người đã làm chuyện sai trái thì phải chịu trách nhiệm. Chỉ có như vậy, mẹ con cháu mới có thể thực sự quay lại làm mẹ con. Một lần nữa cháu xin lỗi ông vì những hành vi của mẹ cháu. Cháu đi trước ạ. Sếp Lưu, cô nên thấy may mắn vì có một đứa con trai ngoan. Xin hỏi anh tìm ai? Cho hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi? Anh ấy đã tỉnh rồi. Sáng hôm qua đã xách đồ về nhà rồi. Cảm ơn cô.
Sếp à, anh nhìn tôi như thế làm gì? Có vấn đề gì sao? Hôm nay khi ra ngoài tôi đã kiểm tra cẩn thận, vẻ ngoài chắc chắn sẽ không làm mất mặt công ty. Không có. Thế thì tốt. Có vấn đề gì thì anh cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ sửa. Sao cảm giác anh ấy hơi khác lạ nhỉ? Hình như không dữ dằn như hôm qua nữa. Sếp ơi, anh có cần tôi giúp gì không? Không cần. Không cần thì thôi, tỏ tiếng thế làm gì? Vậy anh cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ luôn ở đây. Không hổ là tác phẩm mình điêu khắc ra, đã giống tranh tiên nữ bay lên trời 80% rồi. Thiệu Kiệt, alo đại ca, tình huống khẩn cấp, mau đến phòng điêu khắc. Công ty xảy ra chuyện gì à? Không phải, là tôi. Anh á, xảy ra chuyện gì anh nói rõ cho em nghe. Bây giờ tay tôi cứ cầm dao khắc là không ngừng run rẩy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Quên chuyện tai nạn giao thông được cơ à? Lẽ nào còn có trí nhớ cơ bắp? Tai nạn giao thông gì? Hiện giờ trợ lý riêng của anh có bên cạnh anh không? Cô ấy ở bên ngoài. Anh em nói đây, chuyện này chỉ có cô ấy mới giải quyết được. Anh tìm em cũng vô ích. Bên em còn có việc, cúp nhé. Cắt tiền thưởng cuối năm của cậu. Vũ Huyên, Bạch Bân, Xuân này tới đây. Cố Ngạn Thành đang điêu khắc ở trong. Anh nói nhỏ một chút. Anh có vài chuyện muốn nói với em. Vậy em có rảnh không? Giờ là thời gian đi làm, lát nữa tôi còn phải đưa sếp Cố về. Vừa hay Cố Ngạn Thành cũng tỉnh rồi, anh ở đây chờ anh ta với em. Thế này không hay lắm đâu. Hôm nay anh cố tình đến gặp em nói chuyện thì sẽ không quay về một mình đâu. Chắc phải một thời gian nữa Cố Ngạn Thành mới ra. Được, giờ chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tôn Vũ Huyên. Sếp à, sao anh lại ra đây? Cậu đây là... Không nhận ra cả Bạch Bân luôn. Bạn cô à? Đây là bạn tôi, đến tìm tôi nói chuyện một chút. Nhớ kỹ, lần sau đừng đưa người không phận sự vào. Cô vào đây tôi có chuyện hỏi cô. Sếp Cố cái gì đấy? Bây giờ tình hình Cố Ngạn Thành hơi đặc biệt, lát nữa tôi sẽ kể chi tiết cho anh sao. Còn ngay ra đó làm gì? Mau vào đi. Liên lạc sau nhé. Tạm biệt. Anh ta
không nhận ra mình sao? Sếp Cố có gì căn dặn hả? Giải thích cho tôi nghe, chuyện giao thông lúc trước của tôi là thế nào? Anh nhớ ra vụ tai nạn giao thông rồi à? Bây giờ chỉ có tôi hỏi cô trả lời, không được hỏi ngược lại. Vụ tai nạn của anh là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, xảy ra sau khi kết thúc giải điêu khắc lần thứ 7 vào 5 năm trước. Vậy vụ tai nạn đó có liên quan gì đến điêu khắc? Bởi vì anh bị thương ở tay trong vụ tai nạn, sau đó không cầm dao khắc được nữa. Tuy về sau đã chữa khỏi tay rồi, nhưng lại vì ám ảnh tâm lý mà không thể điêu khắc được. Thảo nào Thị Kiệt lại giấu chuyện mình bị tai nạn xe. Sếp à, anh gặp vấn đề gì trong việc điêu khắc sao? Tôi thì có vấn đề gì được. Có lẽ đây là một cơ hội tốt. Sếp ơi, anh nhìn kỹ xem, có phải tôi rất giống tiên nữ mạnh mẫn khác không? Bởi vì lúc trước tôi đã làm người mẫu cho anh ở đây đó. Cô á, làm người mẫu? Nếu anh không tin, tôi sẽ đứng ở đây, anh có thể thử xem. Giải điều khắc vàng sắp bắt đầu rồi, mình không thể bỏ dở giữa chừng vì một chuyện nhỏ được. Điêu khắc phải từ khâu chọn đá, thiết kế, tạo phôi, tạo dáng, khắc chi tiết, chỉnh sáng, đánh bóng rồi đến chọn đế. Cuối cùng mới có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc có linh hồn. Mỗi một bước đều cần nhà điêu khắc phải dốc hết tình yêu chân thực nhất trong lòng mình vào. Quá trình này như đời người vậy, cũng là mài dũa và rèn luyện bản thân. Cứ cảm thấy thiếu gì đó. Cô làm gì đấy? Nhất định là em đang nằm mơ nhỉ? Tất nhiên không phải. Không phải. Vậy sao anh lại chịu ngoan ngoãn cho em ôm chứ? Chắc chắn là mơ rồi. Cô buông ra. Em không đấy. Khỏe thế? Thế thì đừng nên làm trợ lý. Cô nên làm vệ sĩ ấy. Anh cho em ôm thêm một lát đi mà. Buông ra.
Em không đấy. Con muốn ôm bao lâu? Chỉ một lát. Tôi đếm 3 tiếng. Cô mà còn không buông ra thì tự chịu hậu quả đấy. Biết rồi, anh đếm đi. 1 2 3 Sếp, sao sắc mặt anh tệ thế? Do điều khác mệt quá sao? Cô, cô lại làm gì đấy? Giật em tê rồi. Tôi không mắc bẫy cô nữa đâu. Em nói thật mà, em không đi nổi nữa. Ngồi yên. Để tình cô làm người mẫu. Cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. Cảm ơn sếp. Anh tốt thật đó. Vừa khen xong đã trở mặt rồi. Ai đó? Hạo Đông, mở cửa ra. Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Mộc Vũ, em đi đi. Em đã đọc tin tức rồi. Trên đó nói cô đã đi tự thú. Ông cũng nói cho em biết mọi chuyện rồi. Em biết chắc chắn anh rất buồn. Mộc Vũ, đừng tốn công sức với anh nữa. Tại sao? Ông đã nói với em rồi. Cô đã đồng ý với chúng ta ở bên nhau. Ông cũng không có ý kiến gì mà. Hai nhà Cố Ngụy đã không còn là trở ngại của chúng ta nữa. Từ nhỏ mẹ anh đã dạy anh phải coi Cố Ngạn Thành là đối thủ mạnh. Nhưng anh không có chí. Chuyện gì cũng không bằng anh ấy. Mẹ anh nói anh vô dụng. Nói anh là kẻ bỏ đi. Thế là anh bắt đầu cố chấp. Điên cuồng bắt chước Cố Ngạn Thành. Dù là cách hành xử hay là điêu khắc. Anh không tìm được bản thân nữa rồi. Nhưng bà ấy chưa bao giờ biết. Anh hoàn toàn không muốn tranh cao thấp. Quyết sống mái với Cố Ngạn Thành. Bà ấy càng không biết. Anh thật lòng thích điêu khắc. Nhưng vì lòng hư vinh của bà ấy, mà anh đã từ bỏ ước mơ điêu khắc. Không ngờ sau này để thắng Cố Thị, bà ấy lại giấu anh. Làm nhiều chuyện hại nhà họ Cố các em đến thế. Anh không còn mặt mũi nào gặp em nữa. Mộc Vũ, thực ra anh, cảm ơn em. Em vẫn nên đi đi. Em đi đi.
Mộc Vũ, Bạch Bân, sao anh còn chưa đi? Đã nói là phải nói chuyện rõ ràng với em mà. Tất nhiên anh sẽ đợi em tan làm. Tướng mạo người này không tốt lắm, trông khá đáng ghét. Xin hỏi cậu tên gì? Vấn đề của Cố Ngạn Thành tôi không nói rõ với anh trong một chốc một lát được. Nếu anh ấy có gì kỳ lạ thì anh đừng ngạc nhiên. Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Chào sếp Cố, tôi tên là Bạch Bân, là nhà đầu tư dự án khu vườn Ỷ Ngọc, đang có hợp tác sâu rộng với Quý công ty. Tác phẩm điêu khắc trong khu vườn đều do anh thiết kế. Khu vườn Ỷ Ngọc, hình như từng nghe Thiệu Kiệt nhắc đến rồi. Xin lỗi sếp Bạch, gần đây tôi bị bệnh nặng, chuyện gì cũng không nhớ rõ, mong cậu thông cảm. Sếp Cố khách sáo quá. Lúc anh nằm viện tôi cũng từng đến thăm. Hay tin gần đây anh xuất viện rồi, nên lần này đến cũng là mong được cùng ăn danh một bữa, để tẩy trần cho sếp Cố. Sếp à, Bạch Bân không có ác ý. Lúc trước anh nằm viện, vị giáo sư Sử kia cũng là do Bạch Bân mà đến đấy. Không ngờ sếp Bạch lại nhọc lòng như thế. Sao có thể để sếp Bạch mời cơm được? Sếp Bạch cố mạng tôi một lần, tất nhiên phải do tôi mời rồi. Được, vậy tối nay sếp Cố tốn kém rồi. Mời. Mời. Giác quan thứ sáu của mình nói cho mình, bữa cơm hôm nay còn đáng sợ hơn cả Hồng Mông Yến. Gần đây chỉ có mỗi nhà hàng này còn tạm được. Nếu hai người không quen ăn ẩm thực Tứ Xuyên thì chúng ta có thể đổi sang nhà hàng khác. Ăn được. Em nhớ anh không ăn cay được mà. Sao lại không được? Bây giờ tôi có thể ăn được rồi. Mất trí nhớ mà khẩu vị cũng thay đổi luôn. Anh cũng ăn được chứ? Không cần lo cho anh, em thích ăn là được. Vậy ai gọi món đây? Anh, cậu. Ngon lắm, cay vừa đủ độ. Đúng vậy, cay vừa đủ độ. Sếp à, không phải anh đang cố thể hiện đấy chứ? Nếu không ăn được thì đừng ăn. Cái này có là gì? Đúng rồi, lần sau lúc tôi điêu khắc, cô cũng phải ở bên cạnh tôi. Được. Lần này sếp Bạch đến, không chỉ đơn giản là vì việc thiết đãi tẩy trần này nhỉ? Cậu tìm nhân viên cố thị của tôi có việc gì không? Không phải là muốn cướp người của cố thị đấy chứ? Sếp Cố hiểu lầm rồi. Tất nhiên, Vũ Huyên là một nhân viên tốt, có trách nhiệm trong công việc. Tôi cũng rất mong cô ấy đến chỗ tôi làm. Như vậy thì tôi có thể cho cô ấy được tự do, càng sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của cô ấy. Cảm ơn.
Thực ra lần này Bạch Băng tìm em cũng không có chuyện gì khác, chỉ là vừa hay lần trước anh ấy đã giúp em một việc, cho nên nợ anh ấy một bữa cơm mà thôi. Thật à? Thật là vậy đúng không? Ẩm thực tứ xuyên phải ăn nóng, để nguội là mất ngon. Bạch Băng, em đến rồi, ngồi đi. Cố Ngạn Thành vẫn ổn chứ? Tôi đã đưa anh ấy về rồi. Anh tìm tôi có việc gì không? Vốn dĩ muốn nói chuyện đàng hoàng với em, nhưng thấy tình huống hiện giờ của Cố Ngạn Thành, anh nghĩ anh cần phải nói rõ mọi chuyện. Anh biết chuyện gì à? Có phải anh ta quên luôn cả em không? Phải. Anh ấy quên tôi rồi, cũng quên những chuyện nhỏ nhặt giữa bọn tôi. Anh ta mất trí nhớ à? Em còn nhớ bức tranh tiên nữ Bá Linh Trời không? Nhớ. Là bức tranh tổ truyền của nhà họ Cố. Thực ra bức tranh tiên nữ Bá Linh Trời đó có nguồn gốc từ anh, tổ tiên của anh. Bức tranh đó là tổ tiên của anh à? Đúng vậy, là tổ tiên của anh giao tranh cho nhà họ Cố, bảo họ tìm kiếm và bảo vệ người trong tranh. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Cố Ngạn Thành? Để nhà họ Cố tuân thủ lời hứa, tổ tiên của anh đã dùng một phương thức đặt ra khế ước với nhà họ Cố. Khế ước này được vùi sâu vào gen lặng của nhà họ Cố. Nhà họ Cố sẽ có người di truyền gen này, biểu hiện ra ngoài là một cái bớt. Người có cái bớt ấy sẽ tự nhiên nảy sinh ý muốn bảo vệ người trong tranh. Có thể sẽ ngộ nhận là mình thích cô ấy. Sao có chuyện đó được? Chuyện này quá hoang đường. Nếu như theo anh nói thì ông Cố và Cố Mộc Vũ đều là người nhà họ Cố, sao họ không làm? Danh di truyền rất quyền diệu, không nhất định là người nào cũng sẽ di truyền gen của bậc cha chú. Hơn nữa, có một vài gen lặng sẽ bị kích hoạt trong tình huống đặc biệt, từ gen lặng chuyển thành gen trội. Chỉ có thể nói trong mấy thế hệ này của nhà họ Cố, Cố Ngạn Thành trùng hợp là người di truyền gen khế ước này. Thế nên anh ta mới cảm nhận được khi em gặp nguy hiểm và ngộ nhận là mình thích em. Đúng là anh ấy có cảm nhận được khi tôi gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không đồng ý với điều anh nói. Tôi có thể cảm nhận được sự thật lòng của anh ấy. Em có thể hiểu như thế này: gen này giống như con chip trong AI. Lúc anh ta gặp em thì con chip này hình thành. Thiện cảm và sự yêu thích của anh ta với em đều là ý thức của con chip này, chứ không phải ý thức thực sự trong lòng anh ta. Không thể nào. Chuyện này quá vô lý. Anh chứng minh là nói kiểu gì? Em có thể đi xem vết bớt trên ngực anh ta có còn không? Lẽ nào vết bớt đã biến mất?
Miami. Alo, cô đâu rồi? Chẳng phải đã nói là tối sẽ về đoàn phim sao? Sáng sớm mai còn có cảnh quay đấy. Tôi sẽ về ngay. Nghe miêu tả của cháu thì sếp Cố đã mất ký ức của 5 năm nay. Tức là bây giờ cô ấy chỉ có ký ức trước khi xảy ra tai nạn xe à? Đúng vậy bác sĩ Lâm. Nhưng tuy anh ấy đã mất ký ức của một vài mốc thời gian, nhưng cháu cảm thấy anh ấy vẫn là con người cháu quen. Nhưng có đôi lúc cũng có sự khác biệt. Có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Kiểu mất trí nhớ có chọn lọc này phải phân tích theo tình huống cụ thể. Có một kiểu là vì phần đầu bị thương, có máu bầm dần vào gây ảnh hưởng. Còn một kiểu là lãng quên do yếu tố tâm lý gây ra. Nhưng bác sĩ nói nấy hồi phục rất tốt, đầu đã không còn máu bầm nữa. Lẽ nào anh ấy thực sự không có chút tình cảm nào với cháu ư? Đừng nghĩ thế. Có đôi lúc không phải vì không có tình cảm, mà ngược lại là vì quá quan trọng nên mới quên đi. Còn có một khả năng nữa là cậu ấy muốn quên một đoạn ký ức mà ảnh hưởng đến những ký ức khác. Thật sao? Theo những gì cô hiểu về cậu ấy, chuyện cô ấy không muốn thì không thể nào ép buộc được. Hơn nữa cháu bảo, dạo này thái độ của cậu ấy với cháu tốt hơn trước. Điều này chứng tỏ tiềm thức trong lòng cậu ấy vẫn quan tâm cháu. Chỉ là bản thân cậu ấy còn chưa phát hiện ra. Vậy cháu phải làm thế nào mới có thể giúp anh ấy nhớ lại? Cô nhớ lúc Ngạn Thành từng nói, chỉ cần cháu gặp nguy hiểm, cơ thể cậu ấy sẽ bất giác lao tới bảo vệ cháu. Thử từ phương diện này xem. Cháu đã thử rồi. Cứ từ từ thôi, không thể nóng vội được. Hơn nữa, lúc dùng cách này nhất định phải bảo đảm an toàn, đừng để bản thân gặp nguy hiểm thật. Mình phải tin vào khoa học. Phòng chủ tịch. Sẵn sàng chưa? Nhớ kỹ lời thoại chưa? Vậy cho tốt vào đó. Thế này được thật chứ? Tất nhiên là được, sao lại không được? Sự kiện nói rồi, Cố Ngạn Thành sẽ phải tham gia một sự kiện, đang thay quần áo ở trong. Cậu yên tâm đi, bọn tớ đã sẵn sàng tiếp diễn màn sau cho cậu rồi. Hơn nữa cậu cũng nói, đây là cuộc gặp thẳng thắn đầu tiên của hai cậu rồi mà. Nói thì nói thế, nhưng nếu thật sự làm thế, liệu anh ấy có tức giận không? Không đâu, yên tâm đi. Mau đi đi, cố lên, tạm biệt. Cô, sao cô không gõ cửa? Lời thoại thế nào nhỉ? Đúng rồi. Không được kêu, không được kêu. Tôi có thể bỏ tay ra, nhưng cô không được la. Cô làm gì đấy? Cô buông ra. Cô muốn làm gì? Giết bớt quanh đâu? Sao giết bớt quanh lại biến mất rồi? Bỏ ra. Sao cô biết? Tất nhiên là em biết. Bởi vì vết bớt của anh. Nhanh thế, mặc đồ xong hết rồi à? Hai người tiếp tục đi, đừng dừng lại. Đứng lại. Vết bớt của anh biến mất khi nào vậy? Tôi cũng không biết. Sau khi tôi tỉnh lại đã mất rồi. Trong kịch bản làm gì có đoạn này? Lúc trước anh từng nói với em, mỗi lần em gặp nguy hiểm, vết bớt của anh sẽ lâm râm đau. Thế nên anh mới có thể đến bảo vệ em. Chẳng trách. Chẳng trách bây giờ anh không cảm ứng được em. Thì ra là vì vết bớt đã biến mất. Cảm ứng. Bảo vệ cô. Sếp, xin lỗi, quấy rầy rồi. Tôi chỉ đến đưa qua thôi. Sao rồi? Cô
cuộc gặp thẳng thắn cũng không được sao? Lẽ nào phải tiến thêm một bước nữa mới được? Tuệ Tâm, tôi còn phát hiện ra chuyện tồi tệ hơn. Còn có chuyện tồi tệ hơn chuyện này nữa à? Đại ca, anh có gì sai bảo? Có phải mấy người thông đồng với nhau trước không? Đâu có, sao em có thể làm chuyện có lỗi với anh được? Em rất nghĩa khí đấy nhé. Tôi thấy cậu diễn vui lắm mà. Lòng trung thành của em đối với anh có trời có đất và nhật nguyệt chứng giám. Cho dù có thông đồng cũng là vì tốt cho anh. Vậy chuyện vết bắt ở ngực mà cô nàng kia nói có thật không? Lúc trước đúng là anh từng nói với em, anh sẽ vô thức muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng em không biết chuyện này có liên quan gì đến vết bớt của anh không. Chắc là anh nói riêng với cô ấy rồi. Dù sao thì quan hệ của hai người trước đây thân mật hơn anh nghĩ nhiều. Em ra ngoài đợi anh. Cô làm gì đấy? Cô buông ra. Cô muốn làm gì? Vết bớt của anh đâu? Sao vết bớt của anh lại biến mất rồi? Bỏ ra. Sao cô biết? Tất nhiên là em biết. Rốt cuộc mình đã quên những gì? Sao lại có chuyện này được? Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng đây chính là sự thật. Vậy tiếp theo cậu phải làm thế nào? Tuệ Tâm, tôi vẫn muốn thử lại lần nữa, nhưng tớ cần sự giúp đỡ của Thiệu Kiệt. Không vấn đề, cậu muốn làm thế nào tớ bảo nấy nhanh chóng sắp xếp. Được. Được rồi, em dẫn đến đây thôi. Tại sao không phải là tài xế của tôi đến đưa tôi đi? Bảo sao anh cứ nhìn em chằm chằm suốt chặng đường mà không nói gì? Thì ra là nhớ Tuân Vũ Huyên. Không phải thế. Là nhân viên của Cố Thị mà lại nghĩ làm không phép. Cậu phải bảo phòng nhân sự đào tạo lại cô ta đi. Đúng là đã rõ rành rành còn cãi cố. Chào mừng sếp Cố về nhà. Là tài xế của tôi mà cô không đến đón tôi. Còn nhà tôi làm gì? Tôi kiêm hai chức. Kiêm chức ư? Từ hôm nay trở đi, tôi không chỉ làm tài xế của anh mà còn là trợ lý bên cạnh anh nữa.